Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 10 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Mão. Theo tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Mão âm lịch, đây là một tháng mà những nỗ lực trước đó sẽ trả lại bạn những thành quả xứng đáng. Cục diện tam hợp có tác động rất lớn đến vận trình trong tháng này của những chú mèo. Dễ thấy là đường công danh đang rất rộng mở. Những khó khăn trong công việc dần được đẩy lùi, thay vào đó là cơ hội khẳng định năng lực và sự thăng tiến. Chỉ cần bạn hạ quyết tâm, làm gì cũng có thể gặt hái kết quả tốt lành, ngày chạm tới mục tiêu không còn xa nữa. Thiên ấn xuất hiện thôi thúc khiến bản mệnh chẳng thể ngồi im thêm được nữa. Thay vào đó là chủ động đón đầu cơ hội, dám thẳng thắn đối mặt với thách thức. Nhờ vậy, bạn sẽ được cấp trên chú ý và trao những cơ hội có tác động tích cực đến kế hoạch cá nhân và đường phát triển trong tương lai. Tài vận chỉ ở mức bình thường, đủ chi đủ tiêu chứ không có khoản thu nhập nào quá rủng rỉnh. Tuy vậy, bạn vẫn có thể tự cải thiện vận trình tài lộc của mình bằng cách tìm thêm các công việc tay trái hay đầu tư nho nhỏ để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, hoạt động cầu tài nên tiến hành ở mức vừa phải, tránh thất thoát không đáng ở thời điểm này. Các dự án đầu tư mạo hiểm cũng không phù hợp, chớ nên cố chấp một cách mù quáng mà ném tiền qua cửa sổ. Xét về đường tình duyên, các mối quan hệ tình cảm của bản mệnh đều có tiến triển mới. Người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng khác giới, tỷ lệ thành công trong việc tìm kiếm bạn đời trong lúc này là rất cao. Với người đã có đôi, đời sống hôn nhân hài hòa, vợ chồng con cái hạnh phúc, gia đạo an yên. Vận trình sức khỏe báo hiệu một vài trục trặc về sức khỏe sẽ xảy ra, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Ngoài ra, hung tinh bạch hổ nhắc nhở mệnh chủ cần đi đứng thận trọng, đề phòng hỏa huyết quang, tai nạn, gặp sự cố bất ngờ. Tử vi tuổi Mão tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Mão âm lịch. Con giáp này may mắn đón một tháng mới với vận khí hanh thông, công việc ngày càng tiến triển thuận lợi. Cục diện tam hợp có tác động rất lớn đến vận trình trong tháng này của những chú mèo. Những chú mèo xử lý công việc đâu vào đó, làm việc hiệu quả, thu về nhiều lợi ích, lợi nhuận cho tập thể. Hơn nữa, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú mèo rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Chính vì vậy, cuối tháng nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều hiển nhiên. Thời điểm này, những khó khăn trong công việc dần được đẩy lùi, thay vào đó là cơ hội khẳng định năng lực và sự thăng tiến. Chỉ cần bạn hạ quyết tâm, làm gì cũng có thể gặt hái kết quả tốt lành, ngày chạm tới mục tiêu không còn xa nữa. Nhờ những lợi thế cả chủ quan và khách quan, con giáp này sẽ chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có, bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Lại thêm sự xuất hiện của thiên ấn thôi thúc, khiến bản mệnh chẳng thể ngồi im thêm được nữa, thay vào đó là chủ động đón đầu cơ hội, dám thẳng thắn đối mặt với thách thức. Xem ngay bạn có phải con giáp giỏi nắm bắt cơ hội, sự nghiệp phát triển nhanh chóng. Nhờ vậy, bạn sẽ được cấp trên chú ý và trao những cơ hội có tác động tích cực đến kế hoạch cá nhân và đường phát triển trong tương lai. Gạt bỏ những khó khăn trước đó, tuổi Mão tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến, con đường phát triển trước mắt cũng càng ngày càng rộng mở. Có thể nói, tháng 10 âm lịch với người tuổi Mão là một tháng mà những nỗ lực trước đó sẽ trả lại bạn những thành quả xứng đáng. Với những ai đang muốn thay đổi công việc tuy thời điểm này không quá lý tưởng, nhưng nếu đã thấy cơ hội trước mắt, bạn đừng quá do dự. Đôi khi sự mạo hiểm lại mang tới cho bạn những điều bất ngờ mà không phải ai cũng có được. Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Mão âm lịch về phương diện tài lộc. Tử vi tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy. Tháng này người tuổi Mão không có tài tinh chiếu mệnh nên tài vận chỉ ở mức bình thường, đủ chi đủ tiêu chứ không có khoản thu nhập nào quá rủng rỉnh. Dù vậy, bạn vẫn có thể tự cải thiện vận trình tài lộc của mình bằng cách tìm thêm các công việc tay trái hay đầu tư nho nhỏ để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, hoạt động cầu tài nên tiến hành ở mức vừa phải, tránh thất thoát không đáng ở thời điểm này.
Các dự án đầu tư mạo hiểm ở lĩnh vực chưa có nhiều hiểu biết cũng không quá phù hợp, chớ nên cố chấp một cách mù quáng mà ném tiền qua cửa sổ. Với người làm kinh doanh, thời điểm này xuất hiện khá nhiều cơ hội đầu tư, bản mệnh có thể cân nhắc tiến hành. Đôi khi phải liều lĩnh một chút mới có thể tạo ra sự đột phá. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, tháng này cũng có thể bắt đầu ngay được. Tuy nhiên, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Xem phi tinh tháng 10 này có bát bạch gặp thất xích ở trung cung. Vị trí chính giữa ngôi nhà, nơi làm việc. Khu vực này cần được sắp xếp và bài trí hợp lý, di chuyển những đồ vật có kích thước lớn hoặc phát ra tiếng ồn ào như tivi, tủ lạnh, tránh việc cản trở các khí tài khí bay vào nhà. Nếu có thể, tuổi Mão nên đặt một quả cầu phong thủy ở khu vực trung tâm ngôi nhà, phòng khách để tăng cường từ trường phong thủy tích cực thúc đẩy tài khí vượng, thu hút vận may tiền bạc. Tử vi tuổi Mão tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Mão âm lịch, phương diện tình cảm của bản mệnh có biến chuyển bất ngờ. Nhất là người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng khác giới, tỷ lệ thành công trong việc tìm kiếm bạn đời trong lúc này là rất cao. Có bán hợp xe duyên, các mối quan hệ xã giao của những chú mèo được rộng mở. Tuổi Mão khéo ăn nói, giao thiệp rộng, nên rất dễ lọt vào mắt xanh của đối tượng khác giới. Cơ hội làm quen, tiếp cận, mở rộng quan hệ xã giao rất nhiều, bản mệnh tự tin thể hiện cá tính và lựa chọn đối tượng theo tiêu chuẩn riêng của mình. Có người tìm được nửa kia qua mai mối, giới thiệu của bạn bè và người quen. Trước đó, bạn khá phản cảm với hình thức quen qua mai mối, song đến khi trải nghiệm rồi bạn mới biết điều đó cũng không quá tiêu cực như bản thân từng lầm tưởng. Với người đã có đôi, đời sống hôn nhân hài hòa, vợ chồng con cái hạnh phúc, gia đạo an yên. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, nhưng cả hai đều biết suy nghĩ tích cực hướng tới những điều vui vẻ nên dễ dàng hóa giải mọi vấn đề về tình cảm. Các cặp vợ chồng son sớm đón tin mừng về con cái. Tháng này có nhất bạch chủ đào hoa tinh bay vào hướng chính Tây. Nơi đây được coi là khu vực vượng đào hoa. Bản mệnh có thể đặt một lọ hoa tươi hay đặt những món đồ đôi có màu hồng, hình dáng tròn trịa tại đây để thu hút đào hoa thúc đẩy tình duyên, gia đạo thêm phần thuận lợi. Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Mão âm lịch về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng nhận thấy, sức khỏe là phương diện mà người tuổi Mão cần chú ý nhất trong tháng này. Nguyệt lệnh lâm bệnh ở Mão. Báo hiệu một vài trục trặc về sức khỏe sẽ xảy ra, bản mệnh cần hết sức lưu ý, cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Ảnh hưởng của thời tiết cũng không thể xem thường. Bản mệnh dễ bị ốm vặt, mắc các chứng bệnh lây nhiễm theo mùa như cảm cúm, phong hàn, đau mắt đỏ, nên hạn chế tới những nơi đông người và luôn đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Thêm cả hung tinh bạch hổ nhắc nhở mệnh chủ cần đi đứng thận trọng, đề phòng hỏa huyết quang, tai nạn, gặp sự cố bất ngờ. Kỷ Mão, Thổ, 17 nam thái âm, nữ thái bạch, 77 nam thái dương, nữ thổ tú tháng này không có biến chuyển về kết hung nhưng vẫn trong chiều hướng tốt đẹp, công việc đều hanh thông như ý. Nam mạng 2 tuổi có mưu sự mới nên thực hiện đang có vận hội và cả về âm phù dương trợ, về tiền bạc có của hoành tài, nhưng tránh tin người. Nữ mạng về công việc và tiền bạc đều như ý. Tuổi 17 gặp vận xấu có tiểu nhân dòm ngó tranh phản nhưng không thành công. Cẩn thận trong di chuyển. Tình cảm vui vẻ. Đinh Mão, Hỏa, 29 nam thổ tú, nữ vân hớn. Tháng này không có chuyển biến về kết hung tuy nhiên mọi sự đang trong chiều hướng không được tốt đẹp về mưu sự và tiền bạc. Dù có quý nhân trợ giúp nhưng kết quả không như ý, tình cảm và tiền bạc bị lợi dụng. Nữ mạng tháng này khắc kỵ và vận hạn xấu chớ nên manh động về tiền bạc. Trong công việc chớ tin người, đề phòng tiểu nhân dòm ngó tranh phản hoặc lợi dụng, tránh đi xa. Ất Mão, Thủy, 41 nam thái dương, nữ thổ tú. Tháng này tuy không có chuyển biến nhưng vẫn kém may mắn trong công việc và tiền bạc, mưu sự không như ý, chưa nên thực hiện dự tính mới, tình cảm gia đạo còn gặp buồn phiền. Nữ mạng chưa nên thay đổi mưu sự vì vận hạn còn xấu lắm. Tiền bạc và tình cảm còn gặp bế tắc trắc trở. Cẩn thận về tật bệnh về như tiền đình hay máu huyết. Quý Mão, Kim, 53 nam thái âm, nữ thái bạch.
Tháng tốt về mọi mưu sự trong chiều hướng tốt đẹp, Nam Mạng có âm u dương trợ nên về công việc và tiền bạc đã hanh thông, nên thực hiện dự tính nếu có vì đang có vận hội tốt. Nữ Mạng tháng tốt vận xấu nhưng mưu sự đều thành, công việc gặp may mắn và tiền bạc đến tay có của hanh thông, tình cảm an vui, gia đạo có tin đến. Tân Mão, 1, 65 nam thổ tú, nữ vân hớn. Tháng này, tuy không có chiều hướng tốt đẹp trong mọi mưu sự, nhưng Nam Mạng có âm phù dương trợ, mọi việc và tiền bạc được hanh thông. Nữ Mạng tháng tốt nhưng nên tránh manh động trong đầu tư để phòng gặp tán tài mà sau phải ân hận, cẩn thận trong giao dịch và giữ gìn các vật có giá trị, tình cảm gia đạo an vui. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão. 1. Tân Mão. 1. Nam Kế Đô, nữ Thái Dương, khẩu quyết, nhận được thành quả xứng đáng với những nỗ lực trước đó quý nhân. Hợi, Mùi, tiểu nhân, Dậu Thìn, màu sắc may mắn, tím, trắng, 2, Quý Mão, kim, nam Thái Bạch, nữ Thái Âm, khẩu quyết, khó khăn dần được đẩy lùi, có cơ hội khẳng định năng lực quý nhân. Tuất, Dần, tiểu nhân, Tý, Ngọ, màu sắc may mắn, tím, hồng 3, Ất Mão, Thủy, nam La Hầu, nữ Kế Đô, khẩu quyết. Tài vận ở mức bình thường, đủ chi đủ tiêu chứ không quá rủng rỉnh quý nhân. Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tý, màu sắc may mắn, vàng, xanh dương, 4, Đinh Mão, Hỏa, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết, vượng tình vượng duyên, người độc thân có nhiều cơ hội tìm kiếm hạnh phúc. Quý nhân, Mùi, Tuất tiểu nhân, Thìn, Ngọ màu sắc may mắn, trắng, xám, 5. Kỷ Mão, Thổ, nam Thái Bạch, nữ Thái Âm. Khẩu quyết, chú ý sức khỏe, nên thăm khám kịp thời khi cơ thể có dấu hiệu bất thường. Quý nhân, Dần, Thìn, tiểu nhân, Mão, Tỵ, màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp.